bắt đầu lên cao dần nữa thì chúng ta sẽ phải nhớ là cái miệng của chúng ta sẽ phải há to hơn và há thoải mái hơn. Chứ đừng kéo cái phần môi để hở cái hàm dưới, các bạn nhớ nhé. Cái cằm dưới của chúng ta, cái phần hàm dưới, cái phần răng hàm dưới ấy, thì chúng ta vẫn cứ mở to nhưng linh hoạt như là bình thường, mở như âm O và âm A mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Nhưng tuy nhiên thì khi mà lên nốt cao với nhạc nhẹ thì các bạn sẽ thấy là cái phần môi trên này của mình ấy, nó sẽ phải nhếch lên nhiều hơn. Các bạn nhớ là khi mà các bạn muốn làm được ấy, thì các bạn chỉ cần cười lên thêm một chút nữa và cố gắng là để hở cái hàm răng trên nhiều hơn một chút nữa thì các bạn sẽ rất dễ thành công với những cái âm cao, nghe sẽ sáng hơn rất nhiều. Là cái việc mà chúng ta chỉ mở cái khẩu hình của âm O và âm A như bình thường. Chúng ta tiếp tục nhé. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ dựng khẩu hình dọc lên này như thế, nhưng mà với cái âm mà với giọng ngực thì các bạn sẽ có cái hơi hướng là chúng ta sẽ để hở hàm trên nhiều hơn. Và lên cái nốt cao này thì các bạn phải nhớ cho tôi nhá, chúng ta sẽ đặt cái cơ thể của chúng ta giống như cái trạng thái là chúng ta đang giải tỏa stress. Khi mà các bạn lên đến nốt cao, bởi vì là mình hát bằng giọng thật mà, nó là bằng giọng thật, cho nên là khi mà lên nốt cao ấy thì nó sẽ vượt quá cái ngưỡng giọng tự nhiên của chúng ta. Vậy thì muốn lên được nốt cao, ngoài cái việc chúng ta sẽ phải đẩy hơi lên, đẩy nhiều hơi hơn bình thường, thì chúng ta cũng sẽ phải có thêm một chút sức nữa vào. Và ngoài ra các bạn phải nhớ cho tôi nữa, đấy là hãy cảm giác cơ thể của chúng ta đang ở cái trạng thái là hết lên nhưng mà là hết để xả stress. Có hai cái dạng hết sau các bạn sẽ phải phân biệt được, nếu không thì chúng ta sẽ hết nhầm đấy này. Thứ nhất là hết thì cãi nhau. Khi này thì hầu như là ai cũng muốn giọng của mình phải to nhất, phải lấn át giọng của đối phương, cho nên là chúng ta thường rất hay gọi là gồng sức lên, gồng mình lên, cố gào từ cổ họng ra để làm sao để mà mình hết to nhất. Nhưng mà làm như vậy ý, thì các bạn sẽ bị hỏng giọng, các bạn sẽ bị ho ngứa cổ và chúng ta sẽ không thể hát hay không thể nói được trong một khoảng thời gian dài. Và cái thứ hai nữa, đấy là cái dạng mà hét giống như kiểu là chúng ta giải tỏa stress, chúng ta hét để giải phóng cơ thể của chúng ta. Lúc này là chúng ta sẽ có cái cảm giác gọi là hét được lên rất cao nhưng lại không hề bị mệt, bởi vì chúng ta đang xả stress mà. Nên là các bạn nhé, các bạn hãy đưa cơ thể của mình về cái trạng thái thật thoải mái, giống như chúng ta chuẩn bị hết để xả stress. Và việc còn lại đó là chúng ta sẽ nén hơi, chúng ta dồn hơi lên, miệng há rất to để chúng ta sẽ chuẩn bị hết lên. Ok, các bạn hãy nhớ cho tôi cái cảm giác này của cơ thể nhé. Đưa về cái cảm giác này, cộng với cái kỹ thuật mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn. Đấy, đó là chúng ta đẩy hơi lên và chúng ta sẽ mở khẩu hình, chúng ta sẽ ngáp, là chúng ta sẽ thành công được những cái âm cao. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé.